đấy, không còn cút nào tả nổi thế này đấy. Đấy, 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 đấy. Bà ngủ đất, thằng này thôi không là này. Kiểu này thôi gửi đến trên nhà bác thôi, kiểu này không ấy rồi. Đấy. Thôi. Tối nay cháu sang nhà bác Hương ngủ ạ. Dậy đi. Đứng dậy đi. Nó bảo thế tối bảo ông bà ngủ đất, ông bà ngủ đất. Bác cũng đã xin hứa, bác xin đảm bảo là không mắng con rồi, nhưng con đứng dậy đi. Nó lật thở. Đứng đây đi. Ra ngoài kia. Đứng vào góc đi, góc đâu, góc đâu. Ngồi một góc, ngồi một góc. Hai anh em nó với thằng kia bây giờ phải xé tách ra mỗi thằng một tầng rồi. Đứng lên. Gây án, gây án gây hiệu quả. Xin lỗi ông nha. Đứng lên, xin lỗi ông đi con. Đi lên, nó bắt không mỏng mặt đâu nhá. Con Thanh Tài, con xin lỗi ông đi. Con biết lỗi chưa? Thế bây giờ biết lỗi thì hôm nay con ngủ ở dưới tầng 1 nhá. Con ngủ ở dưới cái giường gãy nhá. Nhá. Còn đợi cho ông bà lên tầng 2 nhá. Rồi, được rồi, đồng ý. Rồi, con nói ông chơi tiếp nhưng mà như thế này là không được rồi.